Dạ, cảm ơn Chúa nhiều. Xin đọc lời Chúa với tôi trong sách Ê-phê-sô. Ê-phê-sô đoạn 6. Xin đọc với tôi từ câu 10 cho tới câu 13. Xin chúng ta cùng nghe đọc. Và lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mà tối nay, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể tự định lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Cảm ơn Chúa và danh Chúa Jesus Christ, chúng con hầu việc Chúa của chiều nay và chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Cha được ở trong nhà của Ngài, cảm ơn Cha vì được hầu việc Chúa, cảm ơn Cha vì bởi danh Chúa Jesus Christ mà chúng con đã thắng. Bởi danh Đức Chúa Jesus Christ mà tôi quỷ phá quyền lực bóng tối, quyền lực sự chết, quyền lực sự chẳng tin, để rồi chúng tôi được hầu việc ba ngôi Đức Chúa Trời của chiều nay. Nguyện lời Chúa dạy dỗ, lời Chúa dẫn dắt, lời Chúa khích lệ chúng con, nhất là cho lời Chúa cho chúng con được lớn vững vàng và niềm tin chúng con được bền đổ nơi Ngài. Chúng con cảm ơn Cha vì trong mọi sự chúng con biết rằng Ngài ở cùng chúng con, cầu nguyện cho tất cả những người trong những sự nạn ở trên thế gian này, và họ biết nhìn Chúa để họ không than trách Chúa, nhưng họ biết rằng sự cuối cùng phải đến, để trong những bão tố, trong những khó khăn, trong những động đất, trong những thiên tai, họ biết rằng có một Đức Chúa Trời và Đấng đó luôn luôn yêu thương, chăm sóc và muốn dạy của con người. Xin Chúa ban ơn một cách đặc biệt giữa dòng chúng con buổi chiều nay, làm sáng nhìn Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tuần rồi tôi có nói chia sẻ với quý anh bạn em, và tôi có nói một câu mà hy vọng quý anh bạn em không có hiểu lầm. Tôi nói rằng nhiều lúc mà chúng ta tin nhận Chúa đó, thấy như nó xui hơn là chúng ta không tin Chúa. Đi theo Chúa mà sao xui quá vậy, đi theo Chúa mà sao cha mẹ buồn bỏ rồi thất nghiệp. Tại vì có những cái tin lành mà nó là tin lành quyền phép, tin lành mà phước hạnh đó, tức là tin Chúa đi được phước. Nhưng mà tôi nói thật cùng quý bà chen, khi chúng ta tin Chúa là chúng ta đi ngược lại cái dòng sông, ngược lại với cái thế gian mờ tối, và chúng ta sẽ bị chống đối và bị bắt bớ. Đó là lý do tôi nói. Và tôi nói là giống như anh Đức là người mới tin Chúa, thì sau một vài tuần tin Chúa thì anh gặp một tai nạn rất là lớn. Có lẽ thì không có bây giờ để làm chứng, nhưng mà vì buồn ngủ cho nên anh lại có lái, rồi anh đâm vào xe phía trước và chui dưới, rồi xong rồi xe lật đủ thứ hết, nhưng mà anh vẫn còn nguyên. Nhưng mà cái điều tôi nói cùng quý bạn cho em là nếu mà chúng ta nhìn, thì nếu chúng ta nhìn theo khía cạnh mà yêu mến Chúa thì chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta còn sống và sự bình an Chúa cho. Nhưng mà nhìn theo cái hành khác đó, tin Chúa làm chi, xe lật hồi đó đâu có lật gì đâu, lái xe hoài bình thường mà tự nhiên tin Chúa làm chi, rồi xe lật, rồi có những cái hoạn nạn nó xảy đến với quý bạn cho em. Nhưng mà cái điều tôi thưa cùng quý bạn cho em không phải là lật xe không lật xe, nhưng mà cái điều mà chúng ta sẽ biết rằng khi mà chúng ta ở trong Chúa thì tất cả những cái gì mà không may, người ta sẽ nói rằng tại vì chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta gặp những sự khó khăn tại vì chúng ta đi một con đường sai. Đó là lý do tôi chống lại những điều mà khi mà chúng ta gặp những sự tốt, chúng ta nói là tại vì chúng ta có Chúa. Quý bạn cho em hiểu cho đó không? Chúng ta có Chúa hay không có Chúa, hoàn cảnh nó cũng xảy ra, hoạn nạn giống như nhau. Đó là lý do trong Gia Cơ và những sách khác nói rồi, tại sao anh em làm lạ khi mà những sự thử thách nó đến, giống như là chúng ta không biết vậy đó. Tại vì hoàn cảnh hoạn nạn nó xảy ra cho người tin Chúa và không tin Chúa giống nhau hết. Nhưng mà cái điều xảy ra là chúng ta đang ở trong bàn tay của Chúa, thì có một cái lý do gì đó chúng ta không biết mà Chúa cho phép những hoạn nạn nó đến, nhưng mà chỉ ra rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và chúng ta là con người của Đức Chúa Trời. Và tôi muốn quý bạn em học tiếp với tôi để nói rằng chúng ta là tôi trai, là tớ gái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những con trai, những con gái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là người của Đức Chúa Trời. Quý bạn em biết rằng ngày hôm nay có nhiều người họ vỗ ngực và nói rằng họ là người của Đức Chúa Trời. Tôi thì sợ lắm. Nhưng mà có một cái lẽ thật trong đó, mỗi quý bạn em và tôi là con cái của Đức Chúa Trời. You are the man and woman of God. You are a child of God. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời thì chúng ta là người của Đức Chúa Trời. Và lý do đó nhiều người kêu ngại thì họ nghĩ rằng họ được ơn, thì ra họ giảng hay hơn người khác, được ơn hơn như người khác, họ nói tiên tri nhiều hơn như người khác, họ đặt tay cầu nguyện nhiều hơn như người khác, phép lạ xảy ra nhiều hơn người khác.
thì họ là người của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngược lại có một số người thì không dám nói mình là người của Đức Chúa Trời, tại vì mình hổ thẹn với cái đời sống của mình hổ thẹn với cái chức vụ của mình, sự kêu gọi của mình, sự mình làm được cho Chúa, phải không? Nhất là hội thánh này, hội thánh dễ thương lắm, là nhiều lúc quý bạn cho nó ôi em nhỏ lắm, ôi em chẳng làm gì được cho Chúa thôi, tôi không có ơn gì hết. Ngay cả mục sư cũng vậy, mục sư đứng lên tòa giảng nói là tôi không đâu có ơn gì đâu, tôi đâu có ơn giảng dạy đâu có ơn làm gì lớn lại. Quý bạn mình cho em biết cái ơn là mình có Đức Chúa Trời, còn cái sự mình làm được kết quả hay không của Đức Chúa Trời luôn. Mà quý bạn cho em đừng bao giờ so sánh quý bạn cho em với tôi, thì Chúa kêu gọi tôi theo đường lối của tôi và Chúa kêu gọi quý bạn cho em theo đường lối của quý bạn cho em. Tôi thấy nhiều người đó họ giảng họ ráng la hét mà cuối cùng tôi thấy la hét không chạy có gì hết. Nhưng mà có nhiều người họ vẫn nói một cách cái êm dịu mà Đức Thánh Linh làm việc và thay đổi lòng của con người, quý bạn cho em hiểu không? Cho nên chúng ta có những cái cách giảng, có những cái lối làm việc, nhưng mà chúng ta phải biết một điều là chúng ta là người của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta hiểu một điều chúng ta là người của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới sống và hành động như vậy, thưa quý bạn cho em. Và ngày nay đó chỉ có những mục sư mới được gọi là người của Đức Chúa Trời, hay là cao lắm là những chấp sự. Nhưng quý bạn cho em đừng có lầm tưởng cái đó là cái sự mà thiếu hiểu biết của con người. Người của Đức Chúa Trời là gì? Là người được Đức Chúa Trời kêu là con, gọi là con, người mà Đức Chúa Trời sức giàu để làm sáng nhìn Chúa ở trong cái đời sống của chúng ta, ở trong cái cuộc đời chúng ta. Và lý do quý bạn cho em thấy vào những ngày gần đây đó thì tôi suy gẫm rất là nhiều. Tôi suy gẫm và tôi nói là tại sao chúng ta có hoạn nạn. Dĩ nhiên câu trả lời tôi đã nói cùng quý bạn cho em, tại vì mưa hay nắng nó đều rớt xuống trên kẻ công bình và không công bình, đó điều đó là điều Đức Chúa Trời đã dạy, chúng ta không có hỏi. Nhưng mà tôi luôn luôn suy nghĩ đây, nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải có một cái đặc ân nào đó, phải quý bạn cho em, chúng ta được biệt riêng ra mà. Chúa nói chúng ta là một cái biệt dân của Đức Chúa Trời, chúng ta được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời thì chúng ta phải có một đặc ân nào đó. Tức là nếu mà xe đụng cái chết tới bên kia đường, nhưng mà bên đây chúng ta là con cái của Chúa thì không chết. Nếu mà có hoạn nạn bên kia đường, nhưng mà bên đây hội thánh của Đức Chúa Trời không gặp hoạn nạn. Và tôi cũng đã học nhiều bài học từ nhiều mục sư, và nhất là tinh thần ngũ tuần đã dạy những cái bài học như là khi mà cái hoạn nạn xảy đến trên dân Ê-díp-tô thì dân của Đức Chúa Trời được biệt riêng. Quý mạch em nhớ không, cái dòng huyết của chiên con đó bao phủ trên mài cửa thì những cái tai nạn nó không đến. Và điều đó đúng, điều đó chỉ về là chúng ta không có đi qua những 7 năm đại nạn, chỉ về việc là hoạn nạn và sự định tội đó không có ở trên con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà giống như tôi nói quý mạch em, trời nắng trời mưa thì xảy ra cho con cái của Đức Chúa Trời, và những người mà không có Đức Chúa Trời cũng giống như nhau. Nhưng mà cái điều gì làm cho chúng ta khác biệt? Và khi mà tôi tin Chúa, tại vì tôi chỉ biết Chúa thực tế nhất là trong những hội thánh ngũ tuần. Thành ra tôi nghe nhiều về quyền năng, về đuổi quỷ, tôi nghe nhiều những phép lạ, những ân tứ. Thành ra tôi tin là con cái của Chúa phải có ân tứ, con cái của Chúa phải có năng quyền, phải đuổi quỷ và có những cái điều gì mà nó trỗi hơn những người ngoại. Để rồi khi mà họ gặp hoạn nạn mà nói rằng tôi khác anh là tại vì tôi có Đức Chúa Trời. Ăn buồn khổ tôi không buồn khổ tại vì có Đức Chúa Trời. Ăn gặp những hoạn nạn tôi không hoạn nạn vì tôi có Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái sự thực tế nó không xảy ra như vậy. Quý mạng cho em biết rằng có những bài giảng trong Kinh Thánh mà không bao giờ được nói tới. Giống như cái chết của A.T. ít ai giảng tới. Người ta giảng về cái lòng yêu Chúa của A.T. nhưng mà ít giờ ai giảng về cái bài giảng mà nói rằng A.T. là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy ân tứ, làm nhiều phép lạ, giảng ra cái bậc chân ngát. Ít ai nói lắm, phải quý bạn trên. Và người ta nói về những cái môn đồ mà nổi tiếng đâu này nọ, nhưng mà tôi thưa cùng quý bạn trên, người Đức Chúa Trời giống như tôi nói khi rồi tôi giảng quý bạn trên. Có ai nhớ một sư vũ giảng gì từng rồi không? Giảng về tiên tri Eli 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 đầu đà. Eli chưa giảng tới nữa, tới Eli. Tôi nói thôi cùng quý bạn trên, tôi nói thiệt, nếu mà tôi giảng xong về nhà tôi không nghe lại tôi cũng quên tôi giảng gì nữa, đừng có nói quý bạn cho. Mà công nhận một sư vũ này ông nói lẹ mà ông nói ghê gớm quá, không biết làm sao quý bạn cho nghe kịp. Nhưng mà cái điều mà tôi thương cùng quý bạn cho em, giống như tôi muốn chỉ cho quý bạn cho em nói tôi tá thật của Đức Chúa Trời là một người bình thường. Tiên tri Eli vốn yếu đuối như chúng ta, nhưng mà ông ta cầu nguyện cố xin thì trời mưa, cầu nguyện cố xin thì trời không mưa. Nhưng mà quý bạn cho em nghe cái câu đó, nhiều mục sư cũng giảng đó, thấy chưa? Mình cầu nguyện không tới là tại mình không có cầu nguyện có xin, chứ Eli yếu đuối mà cầu nguyện có mưa, cầu nguyện không mưa, phải không?
Nhưng quý bà em đừng quên là ông cầu nguyện trong ý Đức Chúa Trời. Tại vì Đức Chúa Trời nói với ông và nói rằng nếu mà ta không nói thì không có mưa. Mà ta nói thì mới có mưa, phải quý bà em? Và ngay cả trước khi có mưa thì Chúa biểu ông nhìn mà, phải không? Còn kiểu đầy tớ đi nhìn đằng kia có cùng mấy nhỏ như bàn tay thì quý bà em thấy hay lắm. Nhưng mà suy nghĩ cho kỹ, đâu phải tại ông cầu nguyện mà có mưa, nhưng mà tại vì Chúa nói không có mưa rồi có mưa. Ông đi tuyên bố với Ahab không có mưa thì không có mưa. Rồi ông lại trước mặt Ahab nữa, ông nói ta sẽ cầu nguyện cho có mưa thì có mưa, theo thời điểm của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ý nói phần Đức Chúa Trời thì Chúa làm mưa và không mưa, phần của tiên kia Eli thì ông cầu nguyện như là lời cầu nguyện của ông sẽ có một sự khác biệt. Đối với dân sự của Đức Chúa Trời, quý mạng em hiểu không? Cái quân mình là ở đó, chứ không phải một sư vụ giảng rồi thoáng quá cái quyền mà anh nói cứ ngồi ì ra đi, chú muốn ngồi thánh vẫn ngưng thì vẫn ngưng, không vẫn ngưng thì không vẫn ngưng, khỏi cần đi giảng dạy, khỏi cần đi làm chứng, khỏi làm gì hết, mình chỉ ngồi đó. Đâu có, tôi đâu có nói vậy. Thật sự quyền bạn cho em mà đúng là theo đúng lời một sư vụ đó, quyền bạn cho em còn cực hơn những người đi phát tiền đạo đơn. Tại vì quyền bạn cho em ăn lời của Đức Chúa Trời, nói lời của Đức Chúa Trời, quyên mạng cho em thể hiện tư tưởng của Đức Chúa Trời, quyên mạng cho em đi trên đường lối của Đức Chúa Trời, quyên mạng cho em bước theo quyến trị của Đức Chúa Trời. Mỗi một ngày trong cuộc đời của quyên mạng cho em đi phát triển đạo đơn là chuyện dễ. Và trước tôi cần thấy có nhiều người đi phát triển đạo đơn xong ra phía bên hồng hút thuốc, đâu sao. Mà tôi cũng nói thẳng của quyên mạng cho em hút thuốc cũng đâu có tội. Thấy không? Thấy không quyên mạng cho em? Thật ra cái điều không phải là phát triển đạo đơn hay là đi làm chứng, nhưng mà cái điều là tôi là tôi quyến bà em, là tôi tới con cái của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có sống như một tôi tớ của Đức Chúa Trời hay không? Và nếu mà chúng ta không á, chúng ta mắc kế của vô quỷ. Hồi nãy cô lên tôi thứ nhất đoạn 2011, hồi nãy mà anh Phi có cho quyến bà em đọc á, cái câu chó thì nói gì quyến bà em? Đừng cho ma quỷ nhân diệu và đừng có mắc kế của ma quỷ, phải không? Lời của Chúa nói là đừng cho ma quỷ nhân dịp và đừng có mắc kế của ma quỷ. Và cái mưu kế của ma quỷ là gì quý bạn trên? Mưu kế của ma quỷ là làm mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ma quỷ biết rằng nó thắng Đức Chúa Trời hay là nó thua? Thua Đức Chúa Trời chứ. Nhưng mà nó vẫn tiếp tục tìm cách, phải không? Quý bạn trên có thấy ai ngu dại chạy theo một mục tiêu mà không bao giờ có không? Bởi vì nhiều lúc mình đi chạy ma quỷ thôi, mình chạy theo một mục tiêu mà không bao giờ có được. Một hạnh phúc ngoài Đức Chúa Trời không bao giờ có được. Một sự giàu có mà ngoài Đức Chúa Trời không bao giờ có được. Một cái sự miên viễn mà ngoài Đức Chúa Trời mà không bao giờ có được. Giống như cha ma quỷ, đừng nói với tôi là ma quỷ nó nghĩ rằng nó thắng Đức Chúa Trời. Nó đã thua rồi, nó bị đuổi ra khỏi thiên đàng, nó bị hạ xuống rồi. Và thời kỳ của nó là nó sẽ bị đoán xét và nó biết điều đó. Nhưng mà điều đó không làm cho nó ngưng, không làm cho nó đầu phục Đức Chúa Trời, không làm cho nó ăn năn. Quý bạn cho em hiểu điều đó không ạ? Nhưng mà hãy mà còn quýnh tới nhà quýnh từ đó, nó là ngu tới cùng luôn. Tức là hãy mà chịu đám ăn xôi, tức là ta sẽ chết trước khi ta chết, thì ta quậy hết cái vương vương của Đức Chúa Trời. Đó là ma quỷ vậy thôi. Tại sao? Tại vì nó không phục Chúa, không kính sợ Chúa và không muốn tôn vinh Đức Chúa Trời vậy thôi. Có nghĩa gì? Nếu mà tôi và quý bạn cho em either hoặc là chúng ta làm sáng danh Đức Chúa Trời bằng cách vâng phục Chúa, hay là chúng ta quậy nước Đức Chúa Trời, làm tối danh Ngài bằng cách không vâng phục Ngài vậy thôi. Nhưng mà quý bạn cho em biết một điều, con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta có một cái linh muốn vâng phục Chúa, nhưng mà có một cái xác thì sẵn sàng chối Chúa, và ma quỷ nó biết điều đó, đúng không? Phải quý bạn cho em nói thiệt nha. Giờ này nếu mà máy lạnh bật lên phê chút xíu, quý bạn cho em để Ngài em chứ. Quý bạn cho em thử nghĩ là quý bạn cho em thích ngủ hay là thích nghe tôi giảng? Ở đường ngay thiên liêng nhé. Amen. Một sư vụ cũng đang muốn ngủ đây nè. Quý bà anh em hiểu không ạ? Mình cái xác thịt nó là vậy đó. Cái xác thịt của mình mở miệng ra cầu nguyện chừng 5 phút là mình quải rồi, phải không quý bà anh em? Nhưng mà ăn thì nửa tiếng chưa đã, đúng không? Đi uống cà phê hay sao? Nói hoài 3-4 tiếng ngủ hết. Giờ vợ ta đang biểu ta về kìa bay. Mà hãy mà ngồi đọc kinh thánh chút xíu tự nhiên bắt đầu lung mung, rồi xong rồi cái bắt đầu cũng như mệt muốn xỉu vậy đó. Sao kỳ vậy quý bạn cho em? Quý bạn cho em thử ngồi mà hai người ngồi nói chuyện thiên liêng thôi, nó hồi giờ không biết nói gì hết. Thử đi, nhưng mà lời Chúa nói rằng sao? Chúng ta phải đối đáp bằng thơ vịnh, bằng ca thánh,
bằng lẫn lời thiêng liêng phải không? Bữa nào lại gần ông Nhi, mục sư được ơn. Mục sư cảm thấy có được sự sức giàu của Chúa không? Tự nhiên nó rộng mình đó chị nghe không được. Rồi xong rồi cái nó nói mục sư ngồi đó em có một bài ca tôn vinh Chúa nha. Nó cũng kỳ nữa phải không? Nhưng mà Chúa nói là vậy đó, thật sự dân sự của Chúa là vậy đó, đối đáp bằng thơ vịnh, đối đáp bằng lời của Đức Chúa Trời, đối đáp bằng cái những sự chúc tụng, những cái phước hạnh, những cái sự sức giàu của Chúa, chứ không có những lời xác thịt mà ra từ môi miệng của con cái của Chúa Trời. Nhưng mà nằm anh rồi, nhưng mà tôi nói cùng với anh bạn trên, cái thế gian nó nghĩ là những điều mà mình làm cho Đức Chúa Trời là điên khùng, nhưng mà thật sự những điều gì mình làm cho thế gian mới là điên khùng, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì ít rồi, tại vì giống như ta nói đó, thường thường con người không thích bát bớ, không muốn khổ nạn, không muốn những sự mà cực khổ, nhất là những sự mà đàn áp, cơ quan ma quỷ nó làm cho mình giống như là phải trốn lui trốn nhủi để hầu vị Chúa, để tôn vinh Chúa, để tờ phương Ngài. Nhưng mà tôi nói cùng quý bạn xem, những lúc mà trốn chui trốn nhủi đó là những lúc những người lái xe Honda là cứ cầu nguyện tiếng lại, vừa chạy vừa nói cầu nguyện tiếng lại. Tôi ngồi đằng xa tôi cũng cầu nguyện tiếng lại luôn, tại vì ông lái ghê quá. Xong rồi đi vô nhà thờ là cầu nguyện mà tiếng lại, cầu nguyện tiếng gì không kịp là tại vì sợ quá. Chó sủa cũng cầu nguyện bằng tiếng lạ. Đi ra ngoài đường mà ai ế ăn cái cũng cầu nguyện bằng tiếng lạ. Là tại vì sợ, các bác quý bạn kia hiểu không? Tiếng ngạ ở đây thì mình làm biến mà không cầm cái thánh Việt Nam, giấu quyển kinh thánh không dám cầm, là người ta thấy kinh thánh là người ta biết là tín đồ, bị áp chế. Quý bạn kia biết leo lên xe là hát, ngồi trên xe lam với nhau là hát, thờ phượng Chúa, hát những bài cái ca hát không đời không trống gì, cứ hát người này bắt lên hát, bắt kia lên hát, rồi xong rồi cầu nguyện, rồi thay phiên nhau làm, nghĩa là chia sẻ, nghĩa là không có một cái gì mà nói là sai tình. Nhưng mà giờ khác rồi, giờ mà đi uống cà phê với mục sư thì hỏi đất bao nhiêu, có bao nhiêu chiên, tín đồ làm sao rồi, làm sao không ăn cắp chiên của tôi, theo tín đồ tôi đang qua bên ông mà ông không đuổi về. Quý mạng cho em hiểu không? Nó là khác. Nhưng mà tôi nói cùng quý anh bạn cho em, người của Đức Chúa Trời là một người mà quý anh bạn cho em biết rằng ma quỷ nó sẽ lấy ra cái sự mà tuyệt đối nhất mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta là gì? Ảnh tượng của Đức Chúa Trời, phải không? Phải không quý anh bạn cho em? Và quý anh bạn cho em biết ảnh tượng của Đức Chúa Trời là con người, phải không? Nhưng mà có một điều này quý anh bạn cho em biết, chưa biết, chưa suy nghĩ đến, mà tôi sẽ chia sẻ cùng quý anh bạn cho em. Và tôi nói điều đó không phải là một cái thần học, nhưng mà cái ảnh tượng của Đức Chúa Trời là không phải là con người không, nhưng mà ảnh tượng của Đức Chúa Trời là người nam và người nữ, thưa quý mạng trời, đúng không? Tại Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nam, rồi Đức Chúa Trời lấy cái người chương trình của người nam và tạo dựng nên người nữ, và Đức Chúa Trời nói là đó là rất tốt, thưa quý mạng trời. Cho nên ảnh tượng của Đức Chúa Trời được kết hợp bởi người nam người nữ. Vậy mà tôi sẽ chia sẻ cùng quý mạng anh em điều gì mà Đức Chúa Trời làm là Đức Chúa Trời tạo dựng nên mà ở family, để mà trong cái family đó chúng ta thấy đó là gia đình, và gia đình của Đức Chúa Trời là như thế nào. Và hãy mà chúng ta thấy tình yêu thì chúng ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời là như thế nào. Và ma quỷ thì làm gì? Ma quỷ phá cái gia đình. Tại vì khi mà gia đình bị phá là tình yêu của Đức Chúa Trời trọn vẹn bị phá, và cái ảnh tượng của Đức Chúa Trời bị phá, thưa quý mạng anh em. Ngày hôm nay nói thật, không người nào dám dụ ngực mà nói rằng mình có ảnh tượng của Đức Chúa Trời, phải không? Nhưng mà ngày hôm nay trong Roma nói là chúng ta có hình ảnh của chiên con. Chiên con là ảnh tượng của Đức Chúa Trời, và chúng ta có ảnh tượng của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà tôi muốn giảng gì cho quý ông bạn cho em, thì khi mà tôi suy nghĩ đó, tôi nói rằng tại sao hội thánh của Chúa gặp nhiều nan đề, con cái của Chúa gặp nhiều nan đề, nhưng mà cái câu trả lời là không phải chúng ta gặp nhiều nan đề, nhưng mà chúng ta đối diện với nan đề như một người không có Chúa, thưa quý ông bạn cho em. Chúng ta đối diện với nan đề như một người không biết Chúa, như một người không có sự tẩy tiện của Chúa, như là Chúa không làm chủ, làm Chúa làm vua trong cuộc đời tôi và quý ông bạn cho em, chứ không phải là chúng ta có nan đề hay không. Tại vì thật sự ai cũng có nan đề hết, phải quý bạn trên. Quý bạn trên đi bất cứ một cái tôn giáo nào khác, họ cũng dạy để mà làm cách nào đối diện với nan đề. Có nhiều người đối diện với nan đề như không có, nhưng mà cái đó là giả dối, hay nan đề có là nó có, chứ không phải nói không có nó không có. Có nhiều người đối diện với cái nan đề bằng cách thiền, đối diện với cái nan đề bằng cái là làm những điều mà cho chuộc tội của họ bằng cách này bằng cách kia. Mà tôi thưa cùng quý bạn trên,
là tôi và quý bạn cho em có một cái khí giới mà Đức Chúa Trời nói. Và trước khi tôi đi sau, quý bạn cho em thấy ở trong Ê-phê-sô đó hay lắm quý bạn cho em. Ai mà học về để làm thế nào, mà một con người của Chúa như thế nào, một tín đồ như thế nào, cách ăn ở như thế nào, thì đọc sách Ê-phê-sô. Tôi không có ra hướng rất nhiều, nhưng mà Ê-phê-sô nói về một người, một hội thánh là như thế nào, một người được kêu gọi là như thế nào, cái tiếp phận của những người được gọi là như thế nào. Và sẵn tôi nói cùng quý bạn cho em là chúng ta là những người được gọi để học về Đức Chúa Trời. Do profession á, là chúng ta là sứ đồ, là môn đồ của Đấng Christ. Dĩ nhiên chúng ta có bác sĩ ở đây, chúng ta có kỹ sư, chúng ta có người làm ngày này, ngày này kia. Có những ngày rất là ca tặng, có những ngày mà chúng ta nói là hèn, nhưng mà thật sự không có ngày nào là hèn. Ngày nào là ca tặng, chỉ là con người ca tặng hay là con người thấp hèn thôi. Quý bạn cho em hiểu rồi đó. Chứ không có ngày nào là cao, ngày nào là thấp hết. Nhưng mà ngày nào mà chúng ta làm ra bằng đồng tiền với sự chúc phước của Chúa, ngày đó là ca tặng chạy thôi. Nhưng mà quý bạn cho em thấy rằng là có những cái sự cao, có những sự thấp của con người. Nhưng mà Đức Chúa Trời đặt chúng ta đó là Đức Chúa Trời. Cái nghề của chúng ta là cái nghề mà tuyên xưng danh của Đức Chúa Trời. Cái nghề của chúng ta là cái nghề làm con cái của Đức Chúa Trời. Cái nghề của chúng ta là cái nghề người ta nhìn vào và nói rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Và quý bạn cho em biết rằng tôi nói là không phải cái gì xảy đến cho chúng ta, nhưng mà chúng ta đối xử với hoàn cảnh như thế nào, phải không? Và chúng ta thất bại hay thành công bởi vì cái cách chúng ta đối xử như thế nào. Và tôi nói cùng quý bạn cho em, và xin đừng có ai nghĩ về cái bài giảng tôi không chú trọng về một người nào, không chú trọng về một gia đình nào, hay là không chú trọng tôi ngây thơ hơn là quý bạn cho em nghĩ. Tôi ít nghe chuyện người khác đó. Mà có nghe tôi cũng không nhớ. Tôi nói thật cùng quý bạn cho em, đó là lý do có nhiều khi tôi gặp một người nào đó, tôi hỏi ba khỏe và ba em chết mình năm trước rồi. Hay là tôi hỏi thì nó nói là bây giờ mẹ em chết rồi, ba em ở đâu, mẹ em còn sống mà. Tức là tôi luôn tôn lắm, tôi không có nhớ, tôi cái đầu óc tôi nhiều khi tôi cứ lộn xộn, hay là tôi không có nhớ. Thành ra nhiều lúc tôi không có dám hỏi, có nhiều người nói sao mặt là lạnh lạnh mà gặp lâu quá không gặp mà không hỏi an gia đình. Tại tôi hỏi an gia đình tôi hỏi bậy, người tôi tưởng chết còn sống, người tôi tưởng sống thì chết ngát rồi. Quý bạn cho em hiểu không? Tôi không có biết cái điều đó. Nhưng mà quý bạn cho em biết rằng là Đức Chúa Trời gọi chúng ta cái nghề mình á, là cái nghề làm sáng cho Chúa. Và sáng gì? Sáng mà cái sự sống chúng ta, mà tôi chỉ nói với cùng quý bạn cho em trong sách Ê-phê-sô đó, dạy chúng ta rất nhiều cho tới đoạn 6. Thì cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta lo đọc hồi nãy đó thì ai cũng biết hết, là nói về cái khí giới, phải không? Cuối cùng của cái đoạn 6 là nói về cái khí giới của Đấng Christ, và làm thế nào để hội thánh của Chúa thắng, phải không? Chúng ta đọc về điều đó hay mạnh dạng trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững và chống cự cùng mưu kế của ma quỷ. Có nghĩa là tôi và quý ông bà cha có một kẻ thù là ma quỷ. Có nghĩa là tôi và quý ông bà cha, cái cuộc đời chúng ta là để chống chọi với ma quỷ. Nhưng mà bằng gì? Không phải bởi cái sức mạnh của mình, nhưng mà bởi gì? Khí cụ và khí giới của Đức Chúa Trời. Trong đó thì quý bạn cho em thấy tôi đã giảng nhiều lần rồi, lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để chúng ta trong ngày sống nặng chúng ta có thể cường định. Cái sai của tôi và quý bạn cho em là trong ngày khốn nạn mình chống chọi lại bởi sự khôn ngoan của mình, bởi sự hiểu biết của mình và bởi cảm xúc của mình. Có nghĩa là trong ngày khốn nạn của mình chống chọi bởi cái hồn mà không chống chọi bởi cái linh, thưa quý bạn cho em. Và mình thất bại chỗ đó thôi. Tôi nói cùng quý bạn cho em, ma quỷ thì đừng mò xung quanh chúng ta như sinh tử rắm, phải không? Đây còn nó có thể kiếm nuốt được những người nào có thể kiếm nuốt. Quý bạn cho em không biết là nó ngu lần thứ hai nữa. Thứ nhất nó biết nó không bao giờ thắng được Chúa Trời. Thứ hai nó biết rằng người nào của Đức Chúa Trời nó không nuốt được, nhưng mà nó vẫn rình, nó vẫn tấn công. Quý bạn cho em hiểu được đó không? Người của Đức Chúa Trời nó đâu có nuốt được. Và điều đó nó lên điều nữa, nó không biết ai là người của Đức Chúa Trời, ai không phải là người của Đức Chúa Trời đó. Nó cứ tạc đại à. Quý bạn cho em hiểu không? Và nó tấn công tất cả mọi người, nó có thể tấn công được. Nhưng quý bạn cho em biết rằng người nào mà thuộc về nó đó sẽ ở dưới sự áp chế của nó. Người nào không phải thuộc về nó thì có một cái con đường ra, bởi vì Đức Chúa Trời định sẵn sự cứu rỗi cho những người nào thuộc về Ngài. Quý bạn cho em hiểu không ạ? Thành ra cái cuối cùng của Ê-phê-sô nó là hãy đứng vững lấy lẽ thật, làm dây mình lưng mà cảm giác bằng sự công bình, dừng sự sướng dài tình ai cũng tin lành mà bình an mà làm giải chép, rồi lấy thêm đức tin làm thuận để anh em có thể dập tắt được những tên lửa của kẻ dữ, cũng lấy sự cứu chuộc làm não tiều thiên
mãn tù và cầm gương tựa của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời và nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm những đủ mọi sự cầu nguyện và nài xin và dùng sự bình ổn tâm vẹn và tỉnh thức làm điều đó và cầu nguyện và dùng lời của Đức Chúa Trời tiếp cận, thì chúng ta biết rằng cuối cùng cái sự chiến trận được nói đến, cái khí giới của tín đồ Đấng Christ là tất cả phúc âm và lời của Đức Chúa Trời. Quý vị, tôi đã giảng nhiều lần, tôi không có đi trải ngược lại, nhưng mà quý bạn cho thấy tất cả những điều này là lời của Đức Chúa Trời để bình vực từ cái mã thuật, tức là cái óc chúng ta, tâm trí chúng ta phải bình vực để biết rằng chúng ta được sự cứu rỗi rồi, cái lẽ thật để mà làm mã thuật chúng ta, tất cả điều đó tôi không thể giờ đi sau quý bạn cho, nhưng mà quý bạn cho biết là chúng ta chiến cực cái gì. Trở lại từ Ê-phê-sô đoạn 1 cho xuống, tôi không có thời gian, nhưng mà nói về cái lẽ màu nhiệm trước ở trong Ê-phê-sô nói là chúng ta là như thế nào, chúng ta là người được phước, rồi chúng ta được cứu như thế nào, chúng ta là tín đồ của Chúa như thế nào, chúng ta sống như thế nào, hội thánh của Chúa trong đoạn 4 là như thế nào, rồi hội thánh của Chúa nên sống như thế nào, nên ăn ở như thế nào, cuối đoạn 4 câu 26 chưa có một lời giữ nào ra đừng miệng anh em, nhưng mà hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho chúng ta, chúc phước chúng ta, đừng làm buồn Đức Thánh Linh như thế nào. Để đoạn 5 đó thì nói về cái sự mà khôn sáng hay là sự ăn ở, sự khôn khéo của con cái Đức Chúa Trời, và quý bạn chèn thấy ngay chỗ đó vô bắt đầu nói là mỗi một người nên ăn ở như thế nào, rồi vô là cái sự ăn ở của anh em sẽ nói về cái sự kính sợ Đấng Christ như thế nào, quân phục nhau như thế nào trong đoạn 5 câu 21, và nhảy vô nói về cái bổn phận của vợ chồng, rồi xong rồi đến bổn phận của con cái và cha mẹ, rồi bổn phận của tôi tớ và chủ nữa, quý bạn chèn. Có nghĩa là nói gì? Nói về cái cách sống, cái đời sống của tôi và quý bà cha. Và khi mà có luôn dẫn vô mà nói là chúng ta chiến cự, chúng ta phải là mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Chúa, và chiến cự không phải cùng thịt và huyết, tức là không phải cùng anh em mình, không phải cùng người lân cận của mình, không phải cùng người chủ của mình, không phải cùng những người bắt đầu ý kiến của mình, không phải vợ, không phải con, không phải chồng, nhưng mà chúng ta chiến cự cùng những thần dữ ở trên trời, mà chúng ta phải chiến cự bởi lời của Đức Chúa Trời và quyền phép Đức Chúa Trời. Và quý bà cho em thấy ngay mình thất bại không? Quý bà cho em thấy ngay tại sao mình thất bại không? Ai chửi lại thì mình chửi lại, ai giận mình giận lại, mình có đủ lý do. Tôi chỉ nói cùng một câu quý bà cho em, khi mà người vợ nói tại sao anh đối xử với em tàn tệ quá vậy, thì người chồng trả lời gì? Bộ bà tưởng bà hay lắm hả? Phải không? Và khi mà một người con nói sao cha mẹ dữ quá vậy, la hét con hoài vậy, thì cha mẹ nói tại vì mày hổn, mày tưởng mày ngoan lắm hả? Ngay cái chỗ đó tôi chưa nói sao, nhưng mà quý bạn cho em hiểu không ạ? Con người có một cái tendency, con người có một cái thái độ đó là so sánh với nhau chứ không so sánh với cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. So what? Vợ mình có sai, nhưng mà mình không phải là người đoán xét vợ mình, đó là chuyện của Đức Chúa Trời. Nhưng mà mình có đúng trước mặt Đức Chúa Trời hay không, chứ đâu phải nói là tại bà sai tôi sai theo. Và tôi sẽ dẫn cùng quý bạn cho em nói đó là mưu kế của ma quỷ, là tại vì bà phạm tội tôi phạm tội theo. Mình đúng ra cái người phạm tội không phải là bà, người phạm tội là con rắn, mà con rắn không phải phạm tội nữa. Nói chung là tại Chúa để cái cây giữa giường chi, làm nên con rắn không chi, rốt cuộc là tại Chúa. Nhưng mà quý ông bà anh chị em có hiểu là mỗi một khi á, mà chúng ta so sánh là chúng ta sẽ nói rằng là nếu mà có một sự sai tập thì tôi có cớ để sai tập, tại vì, và đó là mưu kế của ma quỷ. Vậy thôi. Tôi nói cùng quý ông bà anh chị em là tôi trai là tớ gái của Đức Chúa Trời, phải học và sống làm sáng danh Đức Chúa Trời, mà không cần biết mà bên phải sa ngã người bên trái có tốt lành, hay là người đằng trước mình sao, người đằng sau mình sao, hay là họ như thế nào, thì mình vẫn bước đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, thì mình sẽ sống và sống gì nhỉ, và sống bình an. Và nhất là quý ông bà anh chị em biết rằng điều đó nói lên là có Đức Chúa Trời ở giữa dòng chúng ta. Quý bạn cho em có biết rằng cái sứ mạng của mỗi một tôi và quý bạn cho em là cái sứ mạng của người của Đức Chúa Trời. Chứ chúng ta đọc trong Kinh Thánh luôn luôn Chúa có chương trình của Ngài qua một người, phải không? Chúa chọn một người, phải quý bạn cho em? Thì cái gì nói ra khác biệt ở trong gia đình của chúng ta? Nhiều khi nói là bà thay đổi đi rồi tôi thay đổi, anh thay đổi đi rồi em thay đổi. Ủa, chúng ta phải tự nói rằng nếu mà cần sự thay đổi trong gia đình này thì phải đến từ tôi nè. Tôi là Hồ Văn Sư Nghi Đề Nghị nè, tôi là Vũ Hồ nè, em là như thế này nè,
Sự thay đổi đó phải đến từ tôi. Ở trong hội thánh này sự thay đổi đó phải đến, không phải vì mục sư của tôi, mà sự thay đổi đó đến từ tôi. Tại sao? Chúa đặt tôi ở nơi này, Chúa đặt tôi trong gia đình này, Chúa đặt tôi trong hội thánh này, Chúa đặt tôi là với sự sống này, sự kêu gọi này, để mà thay đổi được cái gì đó mà đang xảy ra. Trước khi muốn thay đổi thế gian thì phải thay đổi đời sống. Phan quý bạn chứ, trước khi làm chứng mà tôi đã nói cùng quý bà cho người, nhiều người muốn đi khắp thế gian làm chứng cho tin lành cho nhiều người, nhưng mà sao trước khi mà đi ra khỏi thế gian thì phải làm chứng tại Jerusalem xứ Samari rồi mới cùng trái đất. Điều đó quá giản dị phải không quý bà cho, điều đó quá dễ hiểu phải không? Nhưng tôi đã nói cùng quý bà cho đi làm chứng mà khắp thế gian dễ lắm, tại vì hiện ta không biết mình là ai. Nhưng mà mở miệng nói mình nói bà nên yêu mến Chúa. Ủa ông sao mà ông biểu tôi yêu mến Chúa? Tôi có thấy ông cầu nguyện lần nào đi mà ông biểu là gia đình mình phải nên cầu nguyện. Ông đọc báo còn nhiều hơn là đọc kinh thánh nữa mà ông nói gì lời của Đức Chúa Trời. Phải không quý mạng trang? Mình có cái như vậy đó, và đó là cái mưu kế của ma quỷ. Tôi biết là tôi sắp hết giờ nên tôi phải nói nhiều cái để cho quý mạng trang thấy. Nhưng mà quý mạng trang thấy rằng khi mà Chúa đặt Adam và Eva với nhau, Chúa kết hợp bởi lời của Đức Chúa Trời, và lời Đức Chúa Trời là tình yêu của Ngài, phải không? Và quý mạng trang coi với tôi, ở trong ngày sáng tới ký ai cũng biết đoạn này hết á. Và tôi cũng đã giảng nhiều cùng quý mạng trang, nhưng mà sáng tới ký chút xíu quý mạng trang. Đoạn 3, câu 6. Dạ, Liên không có thời gian. Oh, thank you con. Dạ. Câu 6 đọc với tôi, người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, nên hãy ăn và trao cho chồng đứng gần mình. Chồng cũng ăn nữa, đoạn mắt hai người đều mở ra biết là mình đã lỡ lộ, nên dùng khổ để che thân. Lối chiều khi nghe tiếng Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ở mình bụi ấy để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam hỏi rằng ngươi ở đâu? Tôi đi lẹ để quý bà cho em không có tới giờ. Nhưng mà ai đã cho nói các người biết mình lỡ lộ, các người đã ăn cái trái cây ta dặn không nên ăn đó rằng thưa rằng Adam nói người nữ mà Chúa để gần bên tôi cho tôi cái trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phải hỏi người nữ ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ nói rằng con rắn đã vô giành tôi và tôi đã ăn rồi. Như tôi nói cùng quý bạn cho em rốt cuộc là ai, tại vì mình con rắn. Người Đức Chúa Trời, ai đặt con rắn trong cái giường là Đức Chúa Trời. Nói chung vậy, tại vì Chúa không biết dạy con thì con hơn rắn chịu, đúng không? Nói chung vậy, you are not in control. Nhưng mà cùng một cái điều đó quý bạn cho em thấy ngày hôm nay, chúng ta nhiều lúc nói rằng Chúa không điều khiển, Chúa you are not in control. Nhưng mà ngược lại chúng ta muốn mình phải điều khiển cái cuộc đời của mình, phải không? Khi cái gì mà có sai lầm đó, Chúa đâu có ngồi trên ngôi của Ngài. Nhưng mà khi mà cái đi không đi theo đường lối của mình, mình nói chưa dữ dàng quá, chưa có không đâu có cho tôi này, không cho cái kia, không có làm theo cái đường lối của tôi, rồi lúc nào cũng lý chú ý quý bạn cho em hiểu không? Tức là mình muốn nói gì là nói. Và tôi nói cùng quý bạn cho em một cái lẽ thật á, mà quý bạn cho em hiểu á, là không có gì thật ra từ miệng của ma quỷ hết. Nếu mà có lẽ thật duy nhất ra từ miệng của Đức Chúa Trời chứ không phải một sư nữa. Cái gì tôi nói nó không phải là lẽ thật, mà lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Bởi vì tôi cẩn thận, và những người nào mà giảng lời Đức Chúa Trời phải cẩn thận, là tại vì họ nói lời của Đức Chúa Trời nó phải lẽ thật. Và quý bạn cho em biết là đó là lý do chúng ta học lời của Chúa, chúng ta học nguyên quyển kinh thánh, chứ chúng ta không học một câu. Quý bạn cho em hiểu không? Rất là dễ mình kéo vô một câu, mình nói tôi thích câu này nè, còn mình tuyên bố cái câu đó, nhưng mà những cái câu khác thì sao? Cái câu mà nói là ai kêu cầu Chúa sẽ được cứu, nhưng mà còn mình quên những cái câu khác, như thí dụ ai kêu cầu ta những người công bình sẽ bị bắt bớ. Đâu ai thấy cái câu người công bình sẽ bị bắt bớ, phải không quý bạn cho em? Ai cũng thích kêu cầu ta thì ta sẽ trả lời cho, ta chỉ cho các ngươi những sự lớn và khó. Nhưng mà Phao-lô là một môn đồ sứ đồ vĩ đại, ông kêu cầu Chúa cầu nguyện 3 lần cho nó đủ nín Phao-lô. Ân điển ta đủ cho người rồi. Sáng dậy quý ông anh chị, tức là có một sự quân bình của lời Đức Chúa Trời. Mà đó là lý do tôi nói rằng mình phải hiểu lời Đức Chúa Trời. Và nếu mà con nghe giảng nghe lời Đức Chúa Trời và suy gẫm lời Đức Chúa Trời, chứ không ai ngờ lời của con người mà giảng giải ra, phải không quý bà Trang? Tôi có đúng không? Có khi đúng có khi sai.
Đó là lý do khi như tôi nghe lại những bài giảng mà của cả chục năm về trước, nhiều lúc tôi thấy mình cũng thiếu hiểu biết, tại vì lúc đó mình chỉ hiểu như vậy thôi. Nhưng mà khi mình đọc Kinh Thánh, mình suy gẫm hơn, thì có những điều họ không nói là sai để dẫn quý mình trên xuống địa ngục, nhưng mà sự suy nghĩ của mình nó gọi là nó khô cạn. Đây, nhưng mà chỗ quý mình trên đây để nói rằng, gần khi mà chúng ta đọc hồi nãy thì chúng ta thấy rằng cái điều mà ma quỷ nói là ma quỷ làm cho nghi ngờ Đức Chúa Trời. Mà khi chúng ta nghi ngờ Đức Chúa Trời thì mình sẽ nghi ngờ lẫn nhau và nghi ngờ ngay cả chính mình nữa, thưa quý mình trên. Đó là lý do tôi rủa sả những người mà nói rằng mình còn có tội. Tôi nói đây là những người con cái của Chúa, hay là mình chưa lên thiên đàng, tại mình còn yếu đuối. Tôi nói ai nói điều đó? Chứ Đức Chúa Trời tôi nói rằng hãy các ngươi làm con của ta thì không ai lấy được các ngươi ra khỏi bàn tay của ta. Chúa nói vậy đó. Trừ một người, khi mà Chúa Giêsu, ai mà giỏi thằng Ngọc thì sẽ nói ô ổng nói chặt rồi, tại vì Chúa Giêsu nói về cái môn đồ của Ngài. Nhưng mà nghe hình ảnh này, Chúa Giêsu nói là trừ một đứa con của sự phản nghịch thì không ai lấy ra được những người mà Chúa ban cho con. Và những người trong những Kinh Thánh, trong công vụ cái sứ đồ nói là cho những người ở xa, những người mà ban cho Đức Chúa con. Quý mình cho hiểu được không? Lý do nào mà Judas Iscariot thuộc về ma quỷ? Tại vì Judas Iscariot là con của sự phản nghịch, chứ không phải là tại vì Iscariot phạm tội mà Iscariot bị xuống địa ngục. Nhưng mà tại vì Iscariot chưa bao giờ làm con của Đức Chúa Trời hết. Mặc dù ông đi theo, ông thấy ân tứ, ông thấy phép lạ, ông nghe sự dạy dỗ của Chúa, mà ông không phải là con của Đức Chúa Trời. Đến nỗi khi mà ổng hối lỗi quá, ổng cảm thấy mình giết một Chúa vô tội, ổng đâu có ăn năn, nhưng mà ổng tự giết ổng vậy thôi. Quý mà nghe thấy khác biệt không? Phi-e-rơ khi biết mình phạm tội thì ổng khóc lóc và ổng ăn năn. Còn Judas-Icariot khi biết mình phạm tội, mình sai trật thì sao? Vẫn hành động như một con người có quyền trên cuộc đời của mình là tự sẵn này, chứ không nhận sự tha tội của Đức Chúa Trời. Quý mà nghe thấy tôi giảng hay không? Quá là hay luôn. Amen. Cảm ơn quý bạn em. Nhưng mà cái chỗ đó là quý bạn em mới thấy cái thực tế là ma quỷ là nói láo, và không có cái gì ra từ ma quỷ mà thật hết quý bạn em. Chỉ có lẽ thật là đến từ lời của Đức Chúa Trời thôi. Cho nên khi mà quý bạn em thấy rằng ma quỷ khiến cho người nữ phạm tội, khiến cho Adam phạm tội, nhưng mà thật sự họ phạm tội đâu phải từ ma quỷ, mà họ phạm tội là tại vì họ muốn phạm tội. Trước khi ma quỷ nói, họ cũng thèm thuồng cái cây giữa vườn rồi. Cho nên bà Adam dòm thấy ngon, bổ tốt, rồi thấy đủ thứ, mùi thơm rồi này nọ, đủ thứ hết. Tôi đã nói cùng quý bà cho em cả triệu cái cây trái mà thấy cái cây đó thèm thôi. Mà sẵn tôi nói cùng mấy ông mấy bà luôn, lúc nào nhà bên kia đường nó cũng xanh hơn á. Đúng không? Cảm ơn Bích. Có mình Bích hiểu gì thật. Lúc nào con người ta cũng ngoan hết, con mình hư. Mà nói thật quý bà cho em, cho tới bây giờ mới nói, hồi trước mình nghĩ xem sao con người ta ngoan quá, gặp người khác mấy khoanh tay cúi đầu chào rồi xong rồi, nghĩa là đủ thứ nó dễ thương, nó thương cha thương mẹ, hay là nó ngồi yên lặng đâu này nọ, mình nói chuyện với nhau, nó ở nhà nó quậy tới bến, nó đập cửa rầm rầm cũng giống như con mình. Ăn không thích thì dằn cái rồi bỏ đi. Nói mà không muốn nghe thì bỏ đi vô phòng nghe. Đóng cửa cái rầm nó cũng y chang con mình cũng y. Nghĩa là đứa nào cũng hư như nhau hết á. Nhưng mà ra ngoài đường thì nó tốt. Mà thì tôi nói cùng quý bạn cho em, cái đề ma quỷ nó muốn, nó đầu tiên á, là nó luôn luôn nó muốn cho chúng ta question hay là hỏi Đức Chúa Trời chúng ta cái câu gì nó nói. À chi hay là có thật vậy không? Có thật vậy không? Có thật Đức Chúa Trời là ở cùng ngươi không? Có thật Đức Chúa Trời nghe ngươi không? Có thật Đức Chúa Trời tha thứ ngươi không? Có thật Đức Chúa Trời bình vực ngươi không? Có thật Đức Chúa Trời ban ơn cho ngươi không? Có thật Đức Chúa Trời là đấng mà nghe hết và hiểu hết những điều mà ngươi đang cầu xin và suy xét hay không? Có thật Đức Chúa Trời người vợ đó là người vợ Đức Chúa Trời ban cho không? Có thật là Đức Chúa Trời sẽ cho một người chồng không? Có thật Đức Chúa Trời sẽ cung các ngươi tiền bạc, có sức khỏe, Đức Chúa Trời có chữa lành, quý mạng thêm phải không? Nó always nói như vậy. Mà quý mạng cho em biết rằng đó là lý do quý mạng cho em nghe kỹ một sư phụ nói này. Tôi tin Đức Chúa Trời là đấng chữa lành, tại vì Chúa nói vậy. Ta là Jehovah đấng chữa lành các người. Tôi tin Đức Chúa Trời là đấng bình vực chúng ta, là đấng bảo quản chúng ta. Tôi tin những điều gì mà Đức Chúa Trời danh của Đức Giê-hô-va nằm trong danh của Chúa Giê-xu.
Đức Chúa Trời làm gì trong của ước thì Đức Chúa Giêsu làm được những điều đó trong tân ước, và Ngài làm hơn nữa, vì Ngài làm trong sự thương xót. Trong cựu ước là phải đi theo đường lối Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời mới làm, đúng không? Phải nghe lời ta mới cho, phải không? Nghe lời ta mới cứu, nghe lời ta mới chữa lành, nghe lời ta mới cung cấp, đúng không? Qua tân ước không nghe lời mà chỉ cần tin thôi, ta cũng làm cho người, đúng không? Tức là những điều gì cần làm trên thân thể của mình được làm ở trên thân thể của Chúa Giêsu. Những điều gì mà cần làm ở bên vực cái hồn của mình là được làm qua sự xin nhục Ngài chịu, phải không? Và cái tội lỗi tâm hồn thần linh của mình thì được làm qua cái sự quyết của Chúa đổ ở trên thập tự giá, đúng không? Tại nên ngày hôm nay, nhưng mà quý bà nhân kiến là ma quỷ nó có thật vậy không? Nếu mà có Chúa tại sao điều này xảy ra? Nếu mà có Chúa tại sao tôi không vui? Nếu mà có Chúa tại sao tôi bị áp chế? Quý mà anh chị biết cái lý do mà mình không thỏa lòng, tại vì mình không tin Đức Chúa Trời và mình đi theo cái cảm xúc của mình. Có ai có một bà vợ hoàn hảo giơ tay lên cho tôi coi. Mấy ông nào không giơ tay thì can đảm tay bà vợ đang ngồi bên cạnh mình. Và hỏi người lại ai mà có những ông chồng mà toàn hảo giơ tay lên. Tại vì mình biết không ai toàn hảo hết. Phải không quý bà chị mà này, ở đây tôi giờ trước là tôi thấy không có vợ tôi, chứ tôi nói vợ tôi là người toàn hảo. Nhưng mà tôi nói vậy quý bà chị sẽ cười. Là quý bà chị biết ngay không có người nào toàn hảo hết. Phải quý bà chị, nếu được 5, 6, 7, 8, 9 là vui rồi. Chứ đừng nói là 10 phần 10, 100%, phải không quý bà chị? Nhưng mà cái điều này tôi thưa cùng quý bà chị là không bao giờ Đức Chúa Trời nói láo, nhưng mà kẻ nói láo là ma quỷ. Nếu ví dụ vợ mình không toàn hảo, so what? Chúa là tình yêu và Chúa là đấng mà có thể giữ lòng một tí của chúng ta được trọn vẹn, đúng không? Nếu người chồng chúng ta là người chồng mà không toàn hảo thì Đức Chúa Trời là đấng sẽ dạy dỗ và sẽ dẫn dắt và sẽ chỉ dạy và chỉ con đường người đó phải đi, đúng không? Nếu mà con chúng ta nó không có nghe lời, so what? Chúa là đấng dạy dỗ nó mà. Mình chỉ làm cái bổn phận là dạy lời của Đức Chúa Trời nó và làm gương. Và tôi đã nói cùng quyên bà em đừng ai mà cảm tội lỗi. Nhiều lúc con cái nó không có nghe mình là tại mình không nghe lời Chúa. Nếu mà đứa nào mà nó hổn quyên bà em mình, nó tự tát mình đi, tại vì mình không biết nghe lời Chúa. Nó không chịu nghe lời mình vậy thôi. Yêu Chúa đi con, yêu gì nổi. Bài Chúa còn không nổi, huống chi con. Thờ phượng Chúa đi con, thờ phượng gì nổi. Ba thảy con xuống đây cho đi nhớ rồi ba đi nhậu. Quý bà chứ hiểu tôi nói không mà. Cho nên, nhưng mà cái điều gì mà ma quỷ nói là láo, cái điều gì mà Đức Chúa Trời nói mới là thật. Ma quỷ nói tiêu rồi, Đức Chúa Trời nói ai nói. Giống như ma quỷ nói chết rồi, người thì chết thiệt, nhưng mà con ta không có chết, tại sao? Chúa Giêsu nói ai tin ta thì không bao giờ chết. Nếu mà có chết thì sẽ sống lại, mà nếu mà đang sống thì không bao giờ là chết. Kỳ rồi tôi tuyên bố, tôi biết nhiều người mà quen với cái sự lễ mễ, với cái sự mà trang nghiêm của đám tang, chịu tôi không nổi. Tôi nói cùng quý bà trang, tôi được chưa được cho phép cho tới mà đám tang của ba tôi chờ đi, tôi quậy tới bến. Ông muốn nằm yên cũng không được nữa. Là tại vì không có gì sự gì mà buồn thảm tôi cái đám tang. Tại sao? Tại Chúa nói vậy, Nguyễn Bà Trang. Loài người thì tôi nói cùng Nguyễn Bà Trang, thật sự tôi nói trước nha. Từ rời tới đi, nếu mà ai muốn một sự vụ làm đám tang, xin nhớ cho một sự vụ ít nhất 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, không ít hơn. Tại vì tôi bó tay, nếu mà 1 tiếng tôi bó tay tôi không có nói gì được. Tại vì đối với tôi đó, những gì thuộc về con người đã xong, nhưng mà mình phải để cái phần lớn nói về cái đấng làm nên mình và đấng có mình, thờ quý mình. Cái điều đó mới là quan trọng. Nhưng mà tôi bó tay tôi không có thể nào mà nói gì được hết, tại vì cái thời gian nó quá ngắn. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn thưa cùng quý bạn em là đối với Đức Chúa Trời là chỉ có Đức Chúa Trời nói thật. Có nhiều người ở trên Facebook và tôi cảm thông quý bạn em nghe và hiểu một sự vụ. Có nhiều người nói là ổng đã đi về một chỗ tốt hơn. Rest in peace, God bless you. Nhưng mà cái câu hỏi của tôi là tại sao mà biết là ổng đi về chỗ tốt hơn? Tại sao mà biết ngày hôm nay ổng đang rest in peace, tức là đang nghỉ trong sự bình an? Cái câu trả lời là Chúa nói. Mà cái người nói câu đó không có Chúa, làm sao người đó biết? Quý bà cho em hiểu cái ý tôi muốn nói không? Có nhiều người rất là dễ dàng trong một đám tang, nói rest in peace, may God come for you, which God you talking about?
Oh, you know, the God of Earth. Ở đâu cũng có Chúa mà đâu cũng có thần rồi, thì ông này cũng Chúa, ông kia cũng Chúa, thì miễn là có God được rồi. Người đó còn không tin trong có Chúa mà dám chúc phước cho người kia, oh, rest in peace. Ý tôi muốn nói, cái ma quỷ là nói láo, là tại vì nó sẽ comfort chúng ta, nó sẽ nói là có một cái điều gì better, điều gì tốt hơn ngoài Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi nói cùng nguyên bài cho em, nếu không có Đức Chúa Trời không có gì tốt hơn đó. Mà nguyên bài cho em có thấy ngay ở đây không, nếu chúng ta nghi ngờ Đức Chúa Trời đó, là cái tai họa nó đã tới rồi nguyên bài cho em. Khi mà Đức Chúa Trời có công nhận một sư vũ được ơn thiệt hết nha, bởi vì giảng hoài không hết bài giảng. Khi mà A Bên và cái anh dân của dân, dân của lễ đó, quý mạnh chỉ biết một người thì dân theo Đức Chúa Trời, là dân về chiên đại lộc, cái là thủ đại lộc, còn một người thì dân cái trái cây đồng mùa, cái thổ sản đồng mùa, phải không? Cái thì A Bên là người Chúa nhận, ca anh là người Chúa công nhận, phải không quý mạnh chan? Cái và quý mạnh chan biết rằng đâu phải Chúa thích ăn thịt mà ghét trái cây, thành ra Chúa không nhận ăn trái. Nhưng mà Chúa nói sao? Khi mà ngươi phạm tội, khi mà ngươi gì, cái lòng ganh ghét của ngươi có, thì cái tội lỗi nó đang rình ngoài cửa, phải không? Phải không quý mạnh chị? Lý do nào mà khiến cho Adam và Eva phạm tội là cái lòng của họ rình rập, để rồi tội lỗi nó đang nằm ngoài cửa. Và họ đã bắt đầu phạm tội lúc nào? Bắt đầu tin lời của ma quỷ mà nói rằng mà chi có phải thiệt vậy không? Mà chị có phải thiệt vậy không? Và xong rồi sau đó liền quý mạnh cho em đi, không phải tình cờ mà Chúa diễn đạt rất là rõ. Bà Eva thấy trái ngon, cái bộ nó ngon, cái dạng nó ngon, và nó là cái mùi vị rồi đủ thứ, tức là cái hồn mình thích thú nó, phải không? Thưa tôi và quý mạnh cho em xin nghe với tôi rằng không có gì mà là thả lòng tôi và quý mạnh cho em, tại vì cái hồn của mình luôn luôn là nó thơm hơn đằng kia, cái hồn của mình luôn luôn là đằng kia đẹp hơn, cái hồn của mình luôn luôn là những cái gì bóng bẩy nó xa hoa hơn. Quý mạnh cho em nhớ đó không? Ông chọn cái thành đó tại vì thành đó xanh tươi, thành đó đông đúc. Ông chọn thành đó có đồng cỏ xanh tươi, có sự đông đúc, nhưng mà đó là cái chỗ chết thưa quý mạnh cho em. Cái chỗ mình chọn phải là chỗ của Đức Chúa Trời, chỗ mình chọn phải là chỗ sự trị định của Đức Chúa Trời. Mặc dù mình thấy như thế nào nữa, nhưng mà nó là sự nói láo của ma quỷ. Trong gian lành 4:38 nói ma quỷ là cha của sự nói dối, không có điều gì thoát ra từ nó hết quý mạnh cho em. Và ngày hôm nay là không có ở giữa, hoặc là Đức Chúa Trời nói hoặc là ma quỷ nói, phải không quý mạnh cho em? Và chúng ta chọn nghe cái này. Thì tôi muốn trả lời đây nói cùng quý mạnh cho em sẽ tại sao tôi giảng hồi nãy tôi bắt đầu nói đó, là khi mà Ê-phê-sô nói là nói về một gia đình cần phải như thế nào, và gia đình đó rồi mới dẫn tới là cái bộ phận của một cái gia đình đó, một cái tôi tới đó đối với chủ mình, tức là đôi khi mà mình relate, mình đối diện, mình trực diện với những người xung quanh như thế nào. Thì quý mạnh cho em biết rồi, không có thời giờ để giảng, nhưng mà tôi muốn nói là cái gia đình đó mà là một cái gia đình mà ma quỷ nó muốn đốn, thưa quý mạnh cho em. Không có một cái gia đình nào trọn vẹn. Nhưng mà tôi giảng về Sajiri, tôi nói là gì? Phải có một cặp vợ chồng già mà Chúa có thể chọn được, thưa quý mạnh cho em. Không có một gia đình nào trọn vẹn, nhưng mà sẽ có một cái gia đình mà Chúa chọn ở trong mọi thế này, sẽ có một cái cặp vợ chồng Chúa chọn trong mọi thế này, sẽ có một đứa con mà Chúa chọn trong mọi thế này, sẽ có một người nam, một người nữ mà Chúa chọn. Mình tôi nói đúng theo Kinh Thánh là mỗi một người mà Chúa chọn là một người trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời, thưa quý mạnh. Chỉ có cái mình không có nhận thức ra điều đó và mình không tin điều đó mà thôi. Tại vì mình thấy giới hạn. Đến nỗi mà Chúa nói là Sajari, bà Elizabeth là người công bình, người ngay thẳng mà sao? Ông đâu có tin lời của Chúa, phải không? Chúa nói người có con không? Sao tôi có con được? Phải không quý mạnh cho em? Nhưng mà sao quý mạnh, tôi đã nói cùng ông ngay thẳng là như thế nào? Ông chọn không đi theo con đường của thế gian đi. Và con đường mà quý mạnh cho em biết đó, trong thời gian đó là rất nhiều ly dị, rất nhiều sự bỏ, là tại bà son sẻ. Thì Sajari có quyền bỏ vợ như Sajari không? Sao cho mình có quyền bỏ chức vụ này, tại già quá, thấy chưa cho làm thầy tới lại, thì có quyền mà bỏ chức vụ về hưu, đi đánh cá, làm cái chuyện gì khác. Nhưng mà không, ông được kêu gọi trong ban này tới lại, ông cứ chờ, không biết chuyện quý mà chờ nhớ tôi đã giảng rồi. Tức là cứ bóp thăm mà cả ngàn tiếng thầy tới lại, biết chừng nào tới riêng mình. Nhưng mà ông vẫn cứ kiên trì, phải quý mạnh danh, vẫn cứ yêu vợ mình và yêu Đức Chúa Trời.
Thì tôi nói cùng quý ông bà cha, có một lúc nào trong đời sống chúng ta nói là gia đình này tan vỡ, gia đình này như thế này, vợ mình như thế này, chồng mình như thế kia, nhưng mà quý ông bà cha biết tất cả những điều gì nó đến nó không phải là Đức Chúa Trời. Tại vì Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời của sự yêu thương, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự bền vững, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự hạ thứ, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự thương xót. Và Đức Chúa Trời mà nói rằng điều gì loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được, thưa quý ông bà cha. Và tôi mở ngoặc thì tôi nói rằng có những cái mà con người không sai sở được, không có thể làm cho nó thẳng lên. Và có những đường lối của Đức Chúa Trời mà tôi không thể nói rằng đó là cái sự suy nghĩ của con người. Tại vì nếu tôi nói rằng Chúa cho phép ly dị thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng ngày mai ly dị hết. Nhưng mà nói thẳng rằng Chúa đâu có nói Chúa cấm cho ly dị. Nếu mà một người nào đó mà hà hiếp quý ông bà anh chị em, mà đánh đập quý ông bà anh chị em, mà giống như là abuse chúng ta từ tinh thần vậy, chắc Chúa đâu có bắt chúng ta phải ở với người đó. Chúng ta hiểu không ạ? Nhưng mà lý do Chúa nói là cái luật ly dị mà chỉ cho phép qua Môi-se là tại vì con người muốn như vậy. Chứ nếu Chúa Trời không muốn như vậy, quý ông bà anh chị em hiểu không ạ? Tức là có những cái điều mà con người làm, nhưng mà cái chỗ tôi muốn nói cùng quý ông bà anh chị em, cái lĩnh vực mà ma quỷ sẽ tấn công là quý ông bà anh chị em đấy, là nó tấn công vào tôi và quý ông bà anh chị em với cái gia đình của mình là cái chỗ thứ nhất. Tại vì cái câu mà đặt ngay vô đầu tôi, ngay sau khi phạm tội, ngay sau khi mà Adam kiếm cố che cho mình và cho vợ mình, Đức Chúa Trời hiện ra họ tốt. Tại sao ngươi tốt? Tại tôi phạm tội. Tại sao ngươi biết ngươi phạm tội? Tại vì cái bà này cái bà này, cái bà ấy, bà ăn, bà đưa tôi cái chấm rồi tôi ăn ra tôi phạm tội. What kind of man is that? Người nghi ngờ Đức Chúa Trời là một người mà không có tình yêu thương toàn vẹn. Tôi nói thật cùng nguyên mạng cho em, nếu mà có động đất á thì tôi là người nằm trên vợ tôi. Nếu mà có súng bắn á, tôi có thể là nằm người nằm trên cái người vợ tôi. Nếu mà có cái gì sai sẽ ai mà lại mắng vốn gia đình tôi á, là mắng vốn qua tôi, không có đụng tới vợ tôi, không đụng tới con tôi. Sai tôi sửa, tôi chỉ dạy, đừng đụng tới vợ tôi, đừng đụng tới con tôi, đừng đụng tới gia đình tôi. Mà ông Adam là một người khôn ngoan, Chúa cho ông khôn ngoan, ông đặt tên các loài vật. Adam là một người biết hết mọi sự, có ảnh tượng của Đức Chúa Trời, mà vừa mới phạm tội cho ông Đức Chúa Trời. Tại sao vậy con? Tại cái bà này. Tình yêu thương ở đâu vậy? Tại sao ông không có nói con phạm tội tại vì con không biết khuyên giải cho vợ con không biết bảo vệ vợ con, cho nên con đã phạm tội, xin Chúa tha cái tội này cho con, cho vợ con. Dĩ nhiên kinh thánh có nhiều cái câu mà mình không có câu trả lời. Nhưng Mỹ tôi muốn nói với bạn trai biết tại sao không? Đó là sản phẩm của tội lỗi. Tội lỗi hay cái gì mà tốt thì nhận, mà hay xấu thì đẩy. Phải không quý bà cha? Và phải quý bà cha vậy không? Nếu mà có ruột thì nó tại sao? Tại con nó khóc quá tôi chịu không nổi, tôi đi nhậu. Bà nó nhiều quá, tôi đi chơi. Anh lại nhảy mà nhiều quá, tôi đi đánh bài. Tôi nói đại nha, ai có đánh bài có chơi gì, giờ nãy giờ tôi không biết ai hết. Mà phải thật vậy quý bà cho em hiểu cho tôi nói không? Nhưng mà bà mỗi khi mà nói vậy đó, nó nói sao bà thôi, lúc nào bà cũng quan quát, bà không biết nhường tôi. Bộ anh tưởng anh hiền lắm hả? Ý tôi muốn nói là chúng ta không so sánh trên tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Mày nhận là mê mi mình nói nhiều thiệt, cũng có thể mình giận dữ thiệt. Tôi nói cùng quý bà anh em tới độ mà mỗi một khi mà tôi có nổi giận thì không phải vợ tôi nói nữa, mà chính Đức Thánh Linh nói rằng Vũ câm miệng đi. Tại vì con đang nói trong sự giận dữ, con im lặng đi. Tại con đang hành động trong cái sự nóng giận, mà ta gọi con để làm gì? Ta gọi con để yêu, ta gọi con để thương, ta gọi con để tha thứ, ta gọi con để chăm sóc, ta gọi con để bình vực, ta gọi con để bảo vệ. Nhưng mà vợ con, ta đâu nói chuyện vợ con, ta nói chuyện với ngươi mà. Nhưng mà con ta đâu nói chuyện con, ta nói chuyện với ngươi mà. Mà chứ Đức Chúa Trời đâu có nói vậy. Đó là ngôn ngữ của ma quỷ, thưa quý bạn trên. Cái này tôi thưa cùng quý bạn trên đọc đi, thấy rõ ràng đó. Khi mà vừa dạy tới hội thánh phải như thế này, rồi xong rồi mỗi tín đồ phải như thế này, xong rồi đổi chồng phải như thế này, rồi quý bạn trên biết rồi có cần giảng nữa không?
chồng thì thương vợ, vợ thì văn phục chồng. Mấy ông biết cái câu thứ hai nè, vợ văn phục chồng. Ngồi đừng quên câu thứ nhất, chồng phải thương vợ như Đấng Christ. Yêu hội thánh và bị hội thánh mà khó thân, chứ không phải bị bà vợ chịu không nổi đàn bãi ra ngoài. Quý mạng chị phải không? Và hai điều đó nó đi chung, vợ văn phục nhưng mà văn phục bị ổng đầu phục. Nhưng mà chỗ tôi muốn nói cùng quý bạn cho em, hai đứa đi tới rồi xong rồi em cha mẹ như thế nào? Cha mẹ đừng có chọc giận con cái, và con cái phải biết nghe lời cha mẹ. Rồi người chủ, người tớ như thế nào? Tại sao? Tại vì chúng ta chiến trận không phải cùng thịt và huyết mà cùng chủ quyền. Thế là có nghĩa là gì? Trong cuộc đời của mình mà mình không đứng trên lời của Đức Chúa Trời, mình thất bại liền quý bạn cho em. Mình sẽ bị thiệt hại. Và tôi nói cùng quý bạn cho em hồi nãy, ở đây tôi không nói là ai đúng ai sai. Và Đức Chúa Trời Ngài làm gì thì Ngài làm. Nhưng mà điều của chúng ta thì cố giữ cho tới chừng Đức Chúa Trời cho phép cái chuyện gì nó xảy ra thì nó xảy ra. Cố cầu nguyện cho tới lúc trời mưa, nhưng mà mưa hay nắng Chúa đã định sẵn. Quý bạn chị hiểu không? Hồi nãy tôi dàn trước để nói này, không phải tại mình cầu nguyện nó sẽ thay đổi. Không, cái hoàn cảnh đó Chúa đã trước rồi. Nhưng mà bổn phận của mình là yêu, bổn phận mình tha thứ, bổn phận mình nhẫn nại, bổn phận mình chờ đợi, bổn phận mình cầu nguyện, bổn phận mình trông chờ. Còn chuyện Chúa làm là chuyện Chúa làm. Phải nguyên bà chen. Nhưng mà nguyên bà chen đến cái sự quan trọng đó là tại vì ma quỷ nó sẽ nhắm vô tôi và nguyên bà chen mà nói rằng ở nơi này không có Đức Chúa Trời, nơi đó sẽ bị tan rã. Và khi mà mình bị tan rã thì gia đình mình tan rã, và gia đình mình tan rã thì hội thánh mình tan rã. Phải nguyên bà chen. Tôi nói tan rã ở đây là có những cái sự mà thay vì Đức Chúa Trời chúc phước mà chúng ta không có nhận được gì hết, là tại vì nó bị lục đục hoài. Ba má tôi có trọn vẹn không? Không. Mà Chúa đâu có nói là tôi hãy văn phục cho vì ba má tôi trọn vẹn, nói là con cái phải nghe lời cha mẹ. Nhưng mà dĩ nhiên quý bạn cho em hiểu rồi, cho tới một cái nấc nào đó thôi, phải không? Tới một cái nấc nào mà nó đi đúng theo đường lối của Đức Chúa Trời. Tôi nói nãy giờ quý bạn cho em hiểu. Tôi nói rằng nếu mà chồng đánh đập vợ không có lý do gì vợ phải ở với chồng không? Nếu mà chồng bị, mà tôi nói cùng quý bạn cho em, có một người mục sư ở Việt Nam bị vợ tối lại đánh mà tôi không nói ai tin gì. Là tại vì ông nghe theo tính lý phụ tục. Ok. Người đó không phải là người đàn ông. Nhưng mà tôi nói cùng quý bạn cho em đã hiểu. Nhưng mà cái câu hồi nãy tôi nói cùng quý bạn cho em, nếu mà một người mà quý bạn cho em được gọi là một người vợ, một người chồng, nếu quý bạn cho em được gọi là một người cha, một người mẹ, thì always ba quỷ mà muốn đụng tới ăn ngon này đánh ta trước nè. Ok. Chứ không phải vừa mới đụng tới ồn bãi vô hơi gầy chơi bà trước đi. Con tôi nó hơi gầy dứt nó trước đi. Không. Cái chuyện đó không cần biết. Người tôi nói nãy giờ để quý bạn cho em biết là trước khi ma quỷ mà nó đụng đến chúng ta được thì nó đụng ai trước? Nó đụng tới Đức Chúa Trời và nó đụng tới Chúa Giêsu trước, nó đụng lên Đức Thánh Linh trước, phải không quý bạn cho em? Và đánh lại trong chúng ta thì lớn hơn kẻ trên thế gian ai này. Quý bạn cho em hiểu nãy giờ tôi nói gì? Cái trách nhiệm tôi và quý bạn cho em sống như người của Đức Chúa Trời, like a son, like a daughter, like a man or woman of God, cái trách nhiệm chúng ta là sống như vậy. Trách nhiệm chúng ta là trong chờ Chúa, trách nhiệm chúng ta là bên vực bảo vệ gia đình chúng ta, bên vực và bảo vệ tài sản của Đức Chúa Trời, bên vực và bảo vệ hội thánh. Nhưng mà cái đấng làm trọn là Đức Chúa Trời từ quý mình ra. Nhưng mà tôi đã nói là cái lời phát ra của Adam nói thẳng là ông không có tình yêu thương gì hết. Và tại vì một người yêu thương thì che chở cho vợ mình, phải không? Vẫn giống yếu hơn mà phải không quý mình ra. Ủa hết giờ cho vũ nhảy nha. Dựng nhảy chút xíu đi, tại cái này hay lắm. Đây là cái câu mà Vũ thất bại trong chức vụ hầu vị Chúa như một mục sư. Quý bà cho em coi với tôi Cô thứ nhất đoạn 7. Ông nói về sự cưới gả. Và ở đây là cái chỗ mà quan trọng. Quý bà cho em nói rằng ma quỷ nó cũng luôn luôn làm để nói rằng như vậy, một người tôi tới Chúa có được lấy nhau, có được lấy vợ, có được lấy chồng hay không, hay là hãy mà lấy chồng lấy vợ rồi thì theo Chúa như thế nào. Tôi hết giờ tôi nói cùng quý bà cho em, Đức Chúa Trời không cấm cưới gả. Đức Chúa Trời nói bằng Phao-lô, nói rằng tôi dạy chứ không phải là Chúa dạy. Nếu anh em giữ mình được như tôi thì hãy ở vậy.
ok, nhưng mà đừng để cho tội lỗi nó nhân diện. Tức là nếu mà giữ mình không được thì cứ lấy vợ không sao hết. Người có chồng, người có vợ không phạm tội gì hết. Nhưng mà ở trong trong Corinto thứ nhất đoạn 7 đó, cầu quyến bạn trên về nhà đọc thầy xin lỗi tôi hết giờ, tôi cũng nói cùng quyến bạn trên là nếu mà chúng ta lấy chồng, chúng ta lấy vợ đó, thì quyến bạn trên biết rằng chúng ta sẽ không vì Đức Chúa Trời nữa, mà chúng ta sẽ vì người vợ và người chồng của mình. Thành ra ông nói và ông khuyên rằng khi chúng ta đang ở trong thời kỳ bắt bớ, tức là thời kỳ hội thánh này đang bị bắt bớ này, nếu được anh em đừng lấy chồng, đừng lấy vợ, là tại vì sự khó khăn nó sẽ nhiều hơn, đúng không? Tôi đã từng nói cùng quý mà cho mình chết một mình được, nhưng mà nếu mà vợ mình chết mình chịu không nổi, đúng không? Mình chết một mình được, mình ráng mình đứng thở đất với chồng nữa này, chém cái bụng cái mình chết. Nhưng mà nếu mà nhìn cả vợ mình bị cướp cổ, con mình bị chôn sống, mình sẽ chịu không nổi, phải không quý mà cho? Họ đang ở trong thời kỳ như vậy đó, thì ông khuyên như vậy đó. Nhưng mà cái câu mà tôi nói cùng quý bạn cho em, nên quý bạn cho em nghe là nếu chúng ta mà lấy vợ lấy chồng thì cái người mà chúng ta phải lo là người vợ, là người chồng của chúng ta, cái người mà Chúa kết hiệp lại, tại vì đó là cái trách nhiệm và cái bổn phận tôi quý bạn cho em. Nói một cách khác, Chúa không phải nói là người hầu của Chúa phải bỏ tất cả mà theo Chúa, nhưng mà Chúa nói một cách khác, nếu chúng ta có vợ có chồng thì trách nhiệm của chúng ta là người vợ người chồng, và trách nhiệm của chúng ta như chúng ta yêu Chúa thế nào, yêu vợ yêu chồng chúng ta thể ấy, thưa quý bạn cha. Nhưng mà nó khó hơn là tại vì chúng ta sẽ vì người vợ và người chồng đó mà chiều, thay vì chỉ chiều Đức Chúa Trời, giống như tôi nói cái hình ảnh hình hài gì. Trong thời kỳ bắt bớ, nếu mà họ phải chết, chết một mình rất là khỏe, nhưng mà vợ con phải chết theo nó rất là khó. Đó là cái ý mà Phaolô quý bạn cho em về đọc, tại vì tôi không có bây giờ để giảng cùng quý bạn cho em. Nhưng mà anh nói rằng ngày hôm nay á, là cái điều gì mà tôi muốn nói cùng quý bạn cho em, là cái sự hầu vị Chúa của tôi và quý bạn cho em, là cái sự hầu vị Chúa như Chúa kết hợp chúng ta và đặt cái gia đình chúng ta như thế nào. Đó là cái chỗ mà chúng ta hầu vị Chúa thành công hay thất bại cái chỗ đó. Nếu mà chúng ta không hầu vị Chúa và không thắng được chỗ đó, không phải làm được gì khác cho Đức Chúa Trời đâu, thưa quý bạn. Nếu mà có làm nữa là chỉ cái bề ngoài, tại vì ma quỷ nó biết chỗ yếu của chúng ta. Tôi có thể đứng đây và giảng về Đức Chúa Trời, nhưng mà nó biết chỗ yếu của tôi thì nó chỉ cần thọt cho cái chỗ đó, là chỗ đó là chỗ tôi thất bại, phải muốn mình chết. Ngày hôm nay hãy nghe Đức Chúa Trời nói gì về đời sống của mình, đừng để ma quỷ nói. Hãy nghe Đức Chúa Trời nói gì về gia đình của mình, đừng nghe ma quỷ nói. Hãy nghe Đức Chúa Trời nói gì về cái tương lai, cái hạnh phúc của mình, mà đừng nghe ma quỷ nói, thưa quý mà. Ở trong gian nằm mời nó là ma quỷ đến cướp phá và quỷ gì. Nhưng mà Đức Chúa Trời đến để ban cho sự sống và sự sống đời đời, phải quý mà. Tôi mới nói gì? Ma quỷ cướp phá và quỷ gì? Cái gì mà ma quỷ nó là láo. Một người nào nói bỏ vợ bỏ chồng đi là láo, thì đó Đức Chúa Trời không nói. Nhưng mà tôi nói đây là trên đường của Đức Chúa Trời, của Đức Mạch Em, hồi nãy giờ tôi cẩn thận là tại vì có những cái mà ngoài ý của chúng ta, ok. Nhưng mà nói rằng đừng có nghĩ là cái con đường nó xanh hơn phía bên kia nhà, hay là đường với một người đại. Tôi nói cùng quý bà anh chị em, nếu mà có những người tốt hơn, quý bà anh chị em nói với tôi ngày hôm nay, những người nào mà danh vọng nhất, cao trọng nhất, và đẹp đẽ nhất, và giàu nhất, tài tử, phải không? Celebrity, phải không? Những người làm bà kiệu, phải không quý bà chen? Quý bà chen chỉ cho tôi một cặp vợ chồng mà lấy nhau mà không bỏ. Quý bà chen chỉ cho tôi một cặp vợ chồng nào mà tiền bạc đầy đủ rồi, họ bỏ một sự để yêu nhau, nhưng mà sao lấy nhau là nói trước rồi. Nếu mà đẻ một đứa con thì lúc ly dị sẽ được mấy triệu, mà đẻ hai đứa con mấy triệu, mà không có con này ráng chịu. Rồi mà quý bà chen nói với tôi là nếu là có một cái người nhà đó thương nhau xong rồi ô chịu không nổi, tại sao họ lấy người khác cũng ly dị? Là tại vì không có cái gì khỏa lấp được cái trong mắt của chúng ta, không có gì khỏa lấp được những cái nghi ngờ, những cái gì buồn phiền trong cuộc đời chúng ta, ngoài cái sự trung tín, cái sự thành tín của Chúa và sự mình có với Đức Chúa Trời mà thôi. Và khi mình có được điều đó rồi mình mới có tất cả, phải không quý bà chen? Thành ra đừng nói với tôi là có một công ăn việc làm khác mình sẽ khá hơn. Không có đâu, chưa chắc. Có một căn nhà mới rồi mình sẽ khá hơn đâu, chưa chắc.
có một cái này nó sẽ tốt, có một cái kia nó hà chi. Chỉ có một điều mà Đức Chúa Trời nói là trong ta người có tất cả, trong ta người sẽ sống mặc dù đã chết rồi, trong ta người sẽ sống mà không hề chết, trong ta người sẽ duy dạng. Ta là đấng chữa lành, ta là đấng cung cấp, ta là đấng tiếp trời, ta là đấng ở cùng các ngươi ngày hôm nay ngày mai tôi đến tận thế, ta ở cùng các ngươi vậy thôi. Nhưng mà con đâu thấy Chúa sống hết, Chúa đâu biểu mình thấy, Chúa biểu mình tin. Con chưa thấy câu trả lời của Ngài sâu quá, Chúa đâu biểu mình thấy, nhưng mà biểu mình tin. Con chưa được Chúa tiếp cận, Chúa đâu biểu mình cho được Chúa tiếp cận. Mình đang có sự tiếp cận của Chúa ngày hôm nay, thưa thưa quý bạn trẻ. Mình có sự đầy dẫy, có sự giàu có của Chúa, nghĩa là có sự yêu thương của Chúa vô bờ, vô bến, thưa quý bạn trẻ. Tôi nói cùng quý bạn trẻ, không có ai mà an ủi được mọi người khi mà cầu người tôi mất đâu, không ai. Không ai ăn ở, ai ngủ được cho bác Lộc khi mà bác Lộc trai tôi biết khi mà sống thì cũng có đụng chạm, như có buồn, có vui, rồi này nọ. Phải không? Phải không bác? Nhưng mà khi mà bác trai mất đi thì không ai ăn ngủ được cho bác Lộc. Ngoài trừ sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời. Ngoài trừ mỗi khi mà bác có một sự trông vắng nào bác nhìn bác ra bác nói với tôi, nói thì nói cũng có chuẩn bị nhưng mà bây giờ đi vô nhà không thấy ổng, nhìn cái giường không thấy ổng, tôi cũng bị mất mát. Sự đó nó có thể là thành một câu hỏi, nếu Đức Chúa Trời ngươi có tại sao Đức Chúa Trời cất chồng ngươi đi, đúng không? Nếu Đức Chúa Trời ngươi có tại sao Chúa không chữa lành, đúng không? Nếu Đức Chúa Trời ngươi có tại sao ngươi cô đơn, mình nhưng mà mình phải thay thế bằng cái câu kinh thánh mà nói đến Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Ngài không hề lìa bỏ chúng ta, và Chúa là đấng chăm sóc chúng ta, Chúa là đấng mà ai lo ráo những giọt lệ của chúng ta, Chúa là sáng ôm ấp của chúng ta, Chúa là đấng đền bù cho chúng ta, Chúa là đấng thay thế những sự thiếu sót, những sự mà trống vắng bằng sự đầy dẫy và chăm sóc của Ngài. Và chúng ta chọn tin ai và hành động như thế nào sẽ quyết định cái sự đắc thắng hay sự thất bại của toàn thể quý bạn trẻ. Vì Chúa đầy dạy trên quý bạn trẻ, mà tôi biết rằng mỗi quý bạn trẻ sẽ là người mà Chúa đã chọn, Chúa đã kêu gọi và Chúa cho chúng ta đắc thắng ở trong cuộc đời chúng ta. Tại sao? Tại vì người làm khác biệt không phải là người vợ của chúng ta, nhưng là quý bạn trẻ. Người làm khác biệt không phải là người chồng chúng ta, nhưng là quý bạn trẻ. Người làm khác biệt trong hội thánh này không phải là người bên cạnh, người bên trái, người bên phải, người đằng trước hay đằng sau, nhưng mà người làm khác biệt để hội thánh này được phục hưng, được phấn hưng, được chối là, được chiếu sáng, được ơn trước mặt Chúa là quý bạn trẻ. Mình xin Chúa chúc phước, mình xin Chúa ban cho quý bạn trẻ. Quyền xin Chúa đầy dẫy và trong lòng chúng ta nhận biết rằng kẻ thù chúng ta là ma quỷ rình mò xung quanh chúng ta, nhưng mà chúng ta có gương hai lưỡi của Đức Thánh Linh, chúng ta có năng quyền của lời của Chúa, và chúng ta sẽ chiến cự để mà giữ cái hạnh phúc, giữ cái đời sống và nhất là giữ những sự ban cho của Đức Chúa Trời ở trên cuộc đời của chúng ta để chúng ta được sống. Tôi không ngồi đây mà đón xét quý bạn trẻ nhớ, tại vì tôi biết có nhiều người làm tất cả những gì mình làm được mà vẫn mất mát. Có nhiều người dân nghĩ mà vẫn bị mất mát, có nhiều người làm tất cả những điều gì và làm được cho Đức Chúa Trời mà vẫn hưng khẩn. Nhưng mà điều đó nói lên là Chúa là ai trước mặt mình và mình là gì trước mặt Chúa. Chúa có là Chúa không? Hay Chúa chỉ là Chúa khi Chúa ban cho? Khi thấy giống như Chúa không ban cho, Chúa vẫn là Chúa thì Chúa mới là Chúa. Còn mình có là con của Chúa không? Khi mình cảm thấy hụt hẫng mà mình biết mình là con của Chúa chứ không phải mình cảm thấy mình là con của Chúa thì mình mới thật sự là con của Chúa. Xin mời quý mặt trời với mình. Amen. Hallelujah. Cha ơi, chúng con tạ ơn Cha buổi chiều nay. Cha ơi, chúng con tôn vinh Cha buổi chiều nay. Cảm ơn Chúa vì danh thánh của Ngài. Cảm ơn Cha vì danh đầy dẫy của Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài yêu chúng con. Ngài giúp chúng con thắng. Ngài giúp chúng con sống. Ngài giúp chúng con được bình an. Ngài giúp chúng con được bình tĩnh. Rồi nhất là Ngài chữa lành linh hồn chúng con, hồn linh thể xác chúng con được nằm trong bàn tay của Ngài. Bởi danh Chúa Giêsu Christ buổi chiều nay chúng con tuyên bố sự thịnh vượng đến từ Chúa, sự đầy dẫy đến từ Chúa, sự chữa lành đến từ Chúa, sự ban cho, sự giải cứu đến từ Chúa và nhất là sự kêu gọi của Chúa mỗi anh chị em chúng con để chúng con sống đắc thắng với mặt Ngài.
Cảm ơn Chúa, ma quỷ thì nói láo, ma quỷ thì hủy diệt, ma quỷ thì luôn luôn làm chúng con hồ nghi với những điều gì mà Chúa cho, và nói phải thật không? Nếu là gia đình này của Chúa tại sao như vậy? Nếu là sức khỏe của Chúa tại sao như vậy? Nếu là cái điều này đến từ Chúa tại sao như vậy? Nhưng mà chúng con phải bám quý cho lời Chúa và nói rằng chỉ có một lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời, và cái gì Chúa ban cho Chúa không hề lấy lại. Cái điều gì Chúa đã làm thì Chúa không bao giờ nói là xấu. Điều gì mà Chúa đã khiến trở nên ra trong chúng con thì Chúa sẽ làm thành được. Chúng con cảm ơn Cha. Bây giờ được Chúa Jesus Christ chúng con nhận lời. Bây giờ được Chúa Jesus Christ chúng con cầu vào và nhận biết rằng Ngài là chủ, là Chúa trong cuộc đời chúng con, và nguyện mọi điều mà xảy đến trong cuộc đời chúng con sẽ làm sáng nên Chúa, tại vì chúng con biết tin cậy và biết phần thuộc Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Xin Chúa cho chúng con đi về trong sự bình an, trong sự mạnh mẽ trước mặt Chúa, trong sự yêu thương của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con tôn kính Ngài và chúng con cầu nguyện như lời này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen.